Hello, Mỹ Mô Tô em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em tiếp tục trở lại siêu thị mô tô xe máy Phương Nam để như là cập nhật những con mô tô mới về nữa nha anh chị các bạn. Nói chung mô tô đợt này về là phải nói là về liên tục luôn các bạn ơi. Cách 2-3 ngày là có thể về xe tiếp tục rồi. Thì em sẽ cập nhật luôn và báo giá cho anh chị mình những dòng xe trong cửa hàng luôn nha các bạn. Và lô mới về luôn ha. Thì địa chỉ cửa hàng là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha. Các bạn anh chị ở xa nếu mà có quan tâm dòng xe nào lát nữa em quay á, mình có thể liên hệ qua số điện thoại em có để trên màn hình để được trực tiếp tư vấn xe cho nó kỹ hơn nha các bạn, hoặc là xem chi tiết xe luôn đó. Thì sau đây mình sẽ từ từ vào trong cửa hàng để mình gặp anh chủ cửa hàng như là chi tiết báo giá cho anh chị các bạn mình luôn. Cửa hàng có hỗ trợ trả góp và ship xe ở xa nha các bạn anh chị. Trong khi xem mình xin cho em xin một like cũng như là một lượt đăng ký kênh nha, và đừng quên nhấn vào chuông thì có đâu mới em xuất hiện cập nhật cho anh chị em mình nhanh nhất để nắm được giá xe ha. Xin chào anh em nhé. Anh em mình đi giới thiệu trước mấy con mới về. Đây về không có nhiều. Rất là nhiều mô tô luôn các bạn ơi. Đó, hỗ trợ trả góp luôn, anh em đang làm hồ sơ trả góp nha. Rồi từ rồi anh em là hỏi CBR Thái mới có. Mươi Thái à? Thái. Honda CBR 150 các bạn. Biển Lâm Đồng. Con này đi sẽ để cho anh em ở mức giá đó là 33.900. Con này có chợ sáng luôn nè các bạn. Chợ sáng chống đục. Con này để nhiêu? 33.900. 33.900. Rồi ok. Đây có con R15. Có hỗ trợ trả góp luôn nha các bạn. Mấy cái con mà như con 33.900 ấy mua góp phải cần trả trước được không? Không trả trước luôn cũng được ha. Không cần trả trước. Rồi. R15 lại về. 13.362 cây. Biển Kiên Giang, xe 219. Con này mâm nó sơn lại ha. Mâm sơn lại. Mâm sơn rất là nổi luôn các bạn. Con này sẽ để cho anh em là 45.900.000. G15 thì gấp là nhiều luôn nha các bạn. V3 thì còn nhiều lắm, giá từ 43 triệu trở lên. V2 cũng có luôn nha anh em. Con này mới về. Suzuki GS bản EG các bạn. Đi 19.000. Để cho anh em 40.900. 150 ha. Từ Vĩnh Long. Con này nó có một cái là nó hạ thuộc nên anh em nào mà cái chiều cao mà thấp thấp là đi ok. Yeah. Con này nó hạ xuống còn thấp. Hạ phục. Nghĩa là anh em chỉ cần cao 1m5 là chạy nó luôn. Ở đây con V2 nữa. V2 mới về biển 68 Kiên Giang, xe 216. Đi về mấy ngàn. 34.900. Và 34.900.000. V2 thì còn con đây nữa. Con màu xanh trắng này, biển Cà Mau, 24. Con đấy để cho anh em 32.900. Vậy V2 thì sáng nay cập nhật luôn con này luôn em. Con màu đỏ đấy là cũng 32.900 luôn, biển 66 Đồng Tháp. Yamaha G5 V2 nha các bạn anh chị. Đây còn có con tàu nữa đây. Camera nữa. Con tàu cho anh em là thích xe rẻ này. Boss City 125. Máy móc thì êm. Và ổ khóa thì chế bằng công tắc này. Đấy. Công tắc luôn. Ổ khóa hỏng rồi. Chế cái công tắc đấy vào. Ngày hôm qua mới đổi xe cho anh em. Quên tắt ở đây nhé. Rồi ok. Con này nhiêu anh? Để cho anh em là 14.900.000. 14.900 đó các bạn. Boss City thấy nhiều nơi vẫn bán hai mấy. Ok. Tiếp theo. Các bạn, khu vực bên đây còn mô tô nhiều lắm nha các bạn, đủ các loại luôn này. Đây có CBR 150 con này mới về. Suzuki GS EG thì nói chung nhiều lắm nha các anh chị các bạn mình. Bản G. Con
1.583 cây. Xe 2022 biển Bình Thuận. Chưa viết chảy. Để anh em 63.900. 63.900 này. CVR 150 mẫu mới đó các bạn. Xe mới ngày hôm nay nó về được bấy nhiêu con thôi. Mình sẽ cập nhật lại cái phân khúc 150 để anh em tham khảo ha. Dạ, đây. CVR cũng còn nè các bạn. Mẫu cũ mới đều có đủ hết. Con này bản HGC ha các bạn. 2022 đi 1.800 cây. 63.900 biển Tiền Giang. Thế còn trong khi có con nữa là 62.900 biển Long An. Cũng 2022 đi 4.000 cây. CVR thì có 3 con mẫu mới, 3 con mẫu cũ. Mẫu cũ bên đây. 8.500 cây. 48 triệu. 2019 biển số 83 Sóc Trăng. Bên phía bên này có 2 con. Hai con này đều đồng giá là 45.900. Màu đỏ là biển 67 An Giang đi 30.000 cây. Còn màu đen như này thì nó đi 27.000 cây, biển 83 Sóc Trăng. 45.900.000 một con. CVR 150 các bạn chị. Rồi ok ha. Tiếp theo thì mình vô trong khu vực cho mình trong đây. TBX nha. TBX nha. Dạ. TBX còn rất nhiều. Con đầu tiên này là 27. Biển 68 Kiên Giang. Con này thì nó sơn lại dàn áo, sơn lại mâm. Giá 37 triệu. TBX thì đang có giá từ 32 cho đến 41 triệu. Với cái dòng này anh em mua trả góp đơn giản, có những con không cần trả trước. Biển 84 Trà Vinh, dán tem chùm, 40.900. Biển 66 Đồng Tháp, 39 triệu. Đây nè. Biển 68 Kiên Giang đi 15.000, 39 triệu luôn. Biển 64 Vĩnh Long cũng 30 triệu luôn. À 39 triệu nhầm. Đủ các màu cho nha các bạn. Đó, tha hồ lựa luôn nè. Còn khu vực phía trong nữa các bạn. Đó. Rồi. Biển 70 Tây Ninh 40 triệu. Mấy con này toàn 27, 28 anh em nhé. Biển 63 Tiền Giang 37 triệu. Con Tiền Giang này đi nhiều. Con này đi 50.000 ạ. 58.000. Con này nhập khẩu Malaysia này các bạn. Có tên khác nha. Yeah. Biển 60 Đồng Nai. Tay biết 150 các bạn. Được. Tiếp theo biển 60 Đồng Nai tiếp cũng 40 triệu. Tên Bình yếu Bình luôn. Còn con cuối biển 47 Đắk Lắk, con này thì làm máy rồi nhưng giá nó rất rẻ. Con này nó chỉ có 32 triệu nhưng mà máy thì làm rồi. Máy làm rồi. Yeah. Ở đây có dòng nữa là dòng Kawasaki Fusan 200. Dòng xe này thì nó sản xuất ở Ấn Độ. Con này thì mình đang bán là 34 triệu. Con lần cây bồ nha các bạn. Fusan tiếp tục. Fusan nữa nhưng mà bản ABS, bản thể thao. Hồ sơ cũng rút sẵn luôn rồi, anh em để sang tên thôi. ABS giá 45.900. Tại vì cái báo giá nhanh nên thành ra anh em nào mà muốn xem kỹ hơn về chiếc nào thì cứ alo cho mình nhé. Mình gửi video riêng lẻ cho anh em dễ xem. MSX Trung Quốc, MSX 110.
biển Tây Ninh, 15 triệu. Và đây có thêm dòng BX Tông 125, 31 triệu biển Đồng Nai. Lắp xe rất là to nhé các bạn. Bớt to. Dáng cửa lắp dích. Cái này đá chống với đề nổ được nên nó đang chật thì thôi. Các bạn mà muốn xem chi tiết dòng xe nào có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo trên màn hình nha các bạn. Tới Yamaha TFZ các bạn, 150i nè, còn nhiều nha. Giá tầm đâu trên 20 triệu là có xe này các bạn chị. Dòng xe này hỗ trợ trả góp luôn nha các bạn, không cần trả tiền trước cũng được nè. Hỏi Hương FZ 150i thì là còn 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái. Giá từ 25 triệu cho đến 28, 29 triệu. Những con đầu tiên này thì biển Kiên Giang nó chỉ có 26.900 thôi. Rồi hết bình luôn. Còn xe lên cánh bực nó làm cái da yên nó bọc cửa kia nhìn nó cũng bắt mắt lắm. Anh em về bọc lại cái da yên là đẹp. Làm cái da yên nhìn nó hơi nổi. Cái sẳng. Con này thì hồ sơ rút sẵn rồi. Độ cái đầu đèn, độ bô 25 triệu. Đó, đầu đèn ngầu chứ các bạn. Biển 68 Kiên Giang. Mấy con này toàn 24, 25 hết anh em. Biển Kiên Giang. Biển An Giang 26 triệu. 26 các bạn. Biển Yamaha FZ 150i ha. Alo. Tiếp theo màu đen. Con này 2015 ha, biển 69 Cà Mau các bạn. Rồi VX à. Đây để nhắn số anh Thắng của anh tư vấn. 26 triệu 9 à. Rồi bên đây luôn. Còn con cuối đây biển Long An 28 triệu. Tiếp theo là có FZS các bạn. FZS thì có 18, 18 triệu. 18 triệu. Biển Cà Mau. Benelli tối không? Được anh. Benelli 251. Biển 75 của Huế. Con này thì đang bán là 32 triệu. Benelli 251 thì có hai con. Con màu xanh này 32. Còn con màu đỏ bên này thì nó là 37. Biển Đồng Nai, con đỏ thì nó đi ít ngàn cây hơn, đi có 6.000 cây. Dạ. Ở trong này thì có mấy thằng Su GD nữa. GD 110 thì đang còn 4 cái. Màu đen nhám biển 64 Vĩnh Long này. Rồi là đây nữa này. Màu xanh rút sẵn hồ sơ này. Cái con màu đen của em đang đứng. Đó, GD hiện tại còn 3 chiếc nha các bạn. 3 màu, 3 tem khác nhau. 3 cái con này đều đồng giá là 21 triệu 900 ngàn. Đó, các bạn thì mình cứ lựa thôi ha. Ở đây thì có một con nữa là 17 triệu 900. Con này nó độ. Con này cũng GD luôn mà độ anh. Cái sẵn. GD mà độ lên nè các bạn. Độ cà phê. Tối quá. Bên đây thì có mấy cái dòng Classic. Classic xe mới, xe tên của nó đầy đủ là Boss City 125, xe Trung Quốc. Con này bán cho anh. Con này còn. Cọc hả? Con này còn, con này thì nó là Fortune 125. Con này thì giá nó 14 triệu. Honda nha các bạn. Honda Fortune 125. Boss City này thì đang bán là 24 triệu. Bao VAT, xe mới, siêu lăn bánh. Hiện tại còn 3 chiếc nha các bạn. Xe mới 100% luôn các bạn ơi. Nè. Cầm nó đi làm okay. Rất là đẹp nha các bạn. Rất là sắc sảo, rất là đẹp luôn. Con đĩa. Rồi ok. Bentley nãy anh báo giá rồi ha. Tới đây là Kangoo 250 nè. Kangoo 250 thì con này nó là biển số 94 của Bạc Liêu. Con này đang bán là 30 triệu.
20 triệu tròn. Kangoo 250cc đó anh em mình ha. Đây có Phoenix. Phoenix 300 thì 32 triệu. Con này được thiết kế cái quả hai quả bô rất là đẹp các bạn. Làm hai cái bô cao nghiều trên độc lạ luôn này, hai bên. Mấy con này là Trung Quốc nhá. Phoenix Trung Quốc nên 300cc mà nó rất rẻ, nó chỉ có 32 triệu. Đấy còn đây có con Trung Quốc nữa này. Cái này nó là thằng Phoenix 250. $27 triệu. Đúng rồi. V2 thì nãy mình có xem rồi các bạn, đầu video ha. V2 hiện tại còn 3 chiếc, G15 V2 ha. Rồi ở đây có vài cái phân khúc là su ghế đích nữa. Như con này chẳng hạn. Báo lại lượt giá của su cho anh em tham khảo. Hôm nay khách cũng khá là đông các bạn. Đó, khách đang làm hồ sơ rất là nhiều ha. Này biển 68 Kiên Giang, C219 đi 40.000 cây, à quên, đi 17.000 cây, 40.900.000. Có lần được cây bồ các bạn. Đây cây bồ độ. Con màu đen bên trong kia thì nó là biển số Cà Mau, con đấy bản ABS 219. Con này thì đang để giá là này đi hơn 30.000, đang để giá là 42.900.000. Anh em nào thích xem dòng xe nào mà biển số anh em có thể chụp cái màn hình ha, rồi gửi qua Zalo với anh em. Xem chi tiết xe lại cho nó kỹ hơn. Con này thì đi 28.000, xe 219, biển Cà Mau luôn, biển An Giang. Con này như nó có 39 này. 39 triệu. Con này móc cây bô, mấy cái cây bô mà móc á anh em không thích thì đổi sang bô zin bình thường nhé. Biển 68 Kiên Giang. Biển 68 Kiên Giang. Con này màu là nổi nhất luôn á. Cái này nó là tem chùm, giá 39 triệu. Đây nhé. Cái này xe 2020, biển 38 Hà Tĩnh. Con này thì đi 18.000, giá 41 triệu. Còn đen đây bản ABS, đi 7.000, biển số 93 Bình Phước, 46.900.000. Con này thì hiện tại nó là cao nhất của GXR. GXR thì dễ mua lắm, có mấy cái con mà 37, 38 triệu anh em mua góp thì chỉ cần trả trước 1-2 triệu là góp luôn. Con này 2020 tem chùm rất đẹp, đang rút hồ sơ đi 17.000. Con này để cho anh em là 42.900.000. Đằng sau em còn con nữa. Biển 64 Vĩnh Long, 38 triệu. Đó, 38 triệu các bạn. Suzuki GXR các bạn. Đây, biển 64 nha. Bên này biển 81 xem tới, tới con màu đen bên đây nè. Chạy khoảng 30.000 cây, độ bô khá to luôn. SC này 38 triệu, đồng hồ có 7.000. Con này 7.000, xe nó phải chạy 30.000 mà thu xuống nó 7.000. Tiếp nữa đi 21.000 cây, biển 66 Đồng Tháp, 2019, 40 triệu. Biển 69 Cà Mau, 2019, 7.671 cây. Này nhiêu đây, 42.900.000. Đủ các màu các bạn tha hồ lựa nhé các bạn. 47 Đắk Lắk, con này thì đi 44.000, 37 triệu. Biển 64 Vĩnh Long đi 18.000, 41 triệu. Biển 69 Cà Mau, 38 triệu. Con này thì đi cũng ngoài 30.000. Đây còn con nữa, biển 78 Phú Yên,
con này đi 55.000. Xuống bình luôn 38 triệu. Đây, xuống đây mình còn vài dòng 150 nữa. Bán này làm gì? Đó, rất là nhiều xe nha các bạn, phân khúc lớn nè các bạn. Rất là nhiều luôn, đủ loại luôn ha. Ok nha. Rồi, ở đây có MT. MT 15 đi 5.300 cây xe 2022. Con này thì hồ sơ rút sẵn rồi, anh em về ra tên thôi. Đấy, chiếc này thì sẽ để cho anh em là 58.900 2022. 5.000 cây. CB 190 nữa nè các bạn. CB 192 ha. Rất là nhiều xe. Trong này có mấy con Demon nữa Mỹ. Demon 150 thì còn 4 con, có 2 con màu xám, 2 con màu trắng đỏ. Thì riêng Demon 150 đều để đồng giá cho anh em là 32.900 ngàn một con hết. Anh đọc biển số giúp em. Con màu đỏ trắng đầu tiên đây là biển số 93 Bình Phước này. Dạ. Rồi, màu đỏ trắng tiếp là biển 68 Kiên Giang này. Rồi, màu xám này là biển số 84 Trà Vinh. Còn một con nữa cũng là biển Kiên Giang, 68 Kiên Giang. Các bạn mình xem chi tiết xe có thể inbox qua Zalo trên màn hình nha các bạn. Còn cái phân khúc nữa chưa giới thiệu R15V3, nhưng số lượng R15V3 nó rất nhiều nên mình sẽ có giới thiệu. Anh em mua thì cứ đến lựa hoặc là alo cho mình, thích màu gì mình chụp hình chi tiết cho. Tại vì nó đến 4-5 chục xe. Biển số nói chung là các tỉnh luôn ha. Các kiểu, nói chung là xe, tất cả xe chính hãng đều bao rút hồ sơ cho anh em, yeah. Không phải lo. R15V3 đang dao động từ 41 cho đến 52 triệu. 43 cho đến 52 triệu. Đấy, anh em mua góp chỉ cần trả từ 6 triệu trở lên là có thể góp được rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em video sau nhé. Yeah, cảm ơn anh. Ngoài ra thì phân khúc lớn thì rất là nhiều xe nha các bạn chị. Rất là nhiều nè, em sẽ lướt một quần cho anh chị các bạn tham khảo đi ha. Có nhu cầu quan tâm dòng xe nào liên hệ ngay qua số điện thoại trên màn hình nha. Hoặc comment bên dưới, clip sau em sẽ cập nhật và báo giá, quay chi tiết cho anh chị mình luôn. Đó, G3 nè các bạn. Giá 800 ha, giá 650 cũng có luôn, giá 300 cũng có luôn nha các bạn. Đó thì chắc lẽ là video em kết thúc tại đây nha. Cảm ơn anh chị các bạn theo dõi video. Hẹn gặp anh chị các bạn trong những video tiếp theo.